đây, để như thế này là vừa lên đây nè mày, ra một lần nữa nha, đây một cái lần nữa nha. Hello, xin chào tất cả mọi người nha, mình là Công Thức TV đây. Nè mày, ngày hôm nay thì mình cũng được nghỉ lễ, mình về nhà thì cũng có một cái số mồi đồ ăn đây, anh em của tôi làm đồ ăn rồi, cũng nhân tiện có cái vài cái lon bia lon này nè, mình sẽ hướng dẫn anh em là những cái cách mà khui những cái lon bia này độc đáo cho anh em cùng xem nha. Ở đây thì mình nghiêng về chỉ cho mấy chị nữ thì nhiều, tại vì mấy chị nữ hay không có móng tay móng gì đó, hoặc là có móng tay dài quá khui có thể gãy móng tay, hoặc là khó khui, hoặc là bị chóc móng tay thì nó cũng uổng lắm. Bây giờ mình xin hướng dẫn mấy là một cái số cách mà để mình khui những cái lon bia này cho thật là bá đạo nha anh em. Đồng hành với mình ngày hôm nay thì có Minh Đức nha. Chào Minh Đức ơi, chào mọi người coi. Đây một thằng em nó cũng mới đi làm mới về, bữa nay nghỉ lễ. Đây anh em ơi, đồ ăn của anh em tôi đây. Cái này là mấy món này là hai anh em tôi tự làm luôn nha. Đây thấy ngon không mọi người? Và đây, còn đây là những lon bia của mình đây. Mình sẽ hướng dẫn anh em là một số cách mà khui bia này cũng có thể là độc đáo lắm nha. Thôi anh em hãy theo dõi clip mình nha. Anh em cũng thường biết á, là cái cách khui bia bình thường của mình á, thì cái lon bia nắm lên như để đây khui quá là bình thường rồi đúng không anh em? Cái này thì ai cũng làm được. Mình ở đây thì mình nói như về mấy cái chị nữ á, thì hay là thường thường có bị mấy cái móng tay nè, móng tay dài hoặc là móng tay có sơn gì đó, thì khui như vậy nè thì nó bị sẽ bị gãy móng tay nha. Thì mình chỉ luôn, mình có thể dùng cái muỗng, đây, muỗng như thế này đây, mình mới đút vô, mình khui lên đây, bật ra là bình thường, rất là nhẹ nha mọi người. Còn mà một cái cách khui bia đặc biệt các anh em, có những nhiều anh em biết, cũng có nhiều anh em không, là mình có thể là cầm một cái lon bia như thế này đây, những lon bia này xuống, dùng cái đít lon bia này anh em ơi, nhìn kỹ nha, trong cái đít lon bia này thường thường nó có cái ngập cái ngắn trong nè, mình dùng cái đít này nè, cái mình khui cái này lên đây, để như thế này khui lên đây anh em ơi, ra một lon nữa nha. Và thêm một cái cách nữa nha, là có thể là mình dùng chiếc đũa, anh em mà cà ngay chỗ này nè, thì anh em cũng biết là cà cái ngay chỗ này là nó sẽ nổ lên nha. Bây giờ mình sẽ cà thử cho anh em cùng xem nha. Đây anh em ơi, cà ngay cái chỗ mà phản trắng từ đây tới đây nè, ngay cái chỗ này luôn nè, là lon bia nó sẽ tự nổ lên. Đây, để mình cà cho anh em cùng xem nha. Lên một lon nha, quá đơn giản. Có thể là cái này là ngay mấy cái ngày dịp Tết hoặc dịp lễ hoặc này nọ đó, thì mình có thể là khui theo cái kiểu này, tặng cho nó gây tiếng nổ cho nó vui nha. Còn mình hoặc là những trong cái những khi á mà mình khui bia mà nó bị gãy cái này nè anh em, thường thường nó rất là dễ gãy mấy cái này đây. Đây, cái lon bia nó gãy như thế này nè, thì mình đâu có cách nào là mình khui đâu, không lẽ mình chọt vô này nọ thì nó cũng khó, mình lấy đũa mình cà cũng được thôi. Cái lon này nãy như xì hay gì á, đây thì mình cũng có thể là khui được, nó gây ra tiếng nổ. Mình làm lại một lần nữa cho anh em cùng xem nha, nổ nha anh em. Đây nha anh em, trong cái khi á là mình á mà đi những cái đi chơi hoặc đó, vô tình là mình có đem cái lon bia theo mà quên đem cái ly á, thì mình sẽ hướng dẫn anh em là làm một cái ly bằng cái ống quẹt nha. Đây, cái ống quẹt lửa ở đây, đây lon bia nha, mình sẽ hướng dẫn anh em làm. Đây, mình đổ bia ra bớt miếng đi anh em, mình lấy ống quẹt mình sẽ nhắn nhẹ vô một góc đây cho đứt nhẹ một đường nha, rồi mình đẩy theo cái tiền này. Đây,
Thấy đơn giản không? Đơn giản mình có được một cái ly để mình uống bia nha, khỏi cần phải đem ly đem gì hết. Đây anh em ơi, thấy ok không? Vậy là mình bỏ cục đá vô là mình có thể thưởng thức uống bia được rồi đấy nha. Đây, bỏ cục đá vô là mình thể thưởng thức, mình mời anh em uống ly bia cùng mình nha. Ngon bia ngon nữa. Đây mình làm lại cho anh em cùng xem nha. Mình lấy đũa, mình cà cho nó nổi. Đổ sang này. Mình gót ra ngoài một miếng cũng được, hoặc là không gót cũng được. Ở đây mình gót ra một miếng đi, cặn mình có thể mới để ra cục đá vô được nha. Đây, mình nó quẹt ngắn dần dần. Thí dụ mà anh em thuận bên đây thì cũng được. Bây giờ mình sẽ lên ngắn bên đây lại cho anh em cùng xem nha. Bên đây cũng được thôi, bên nào cũng được hết. Đây, mình xoay đều một vòng đây. Từ nãy cái lon này là mình nhấn hai bên luôn. Từ nãy cái lon này đó là do mình nhấn hai bên luôn nên nó lọt cái nắp trong đây luôn rồi. Đây nè, cái lon bia mình đây. Đây nha, bỏ nước đá vô uống được thôi. Mình sẽ làm 3 lon cho anh em cùng xem nè, 2 lon rồi phải không? Giờ lon thứ 3. Lon tiếp theo đây, mình sẽ nắng vô. Cái lon nữa nha. Mình mời anh em uống lon bia độc đáo với mình nha. Đây. Thôi bây giờ nãy giờ mình có hướng dẫn vài lon bia chơi rồi. Thôi mình mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Uống bia bằng cái lon như thế này với mình nha. Thôi 1, 2, 3 vô đi. Chúc mừng ngày lễ. Ôi mặt cái lon nha anh em, rất là độc đáo nha. Cái lon này uống có thể là nó ngon hơn có ly luôn á, nó lặn cái miệng không. Em muốn ngồi đây. Này món này là mực gì? Mực sợi với leo nha anh em. Thấy cũng ok lắm đây. Cá hấp này mà cá tầm cũng ổn này. Thấy uống mình lòng bề như thế này thấy thế nào, cảm giác được không nghe không? Đi ra đồng này đó mà có cái lòng bề như thế này uống lên. Cái này là có một cái cách khui nữa nè, có nghĩa là cắn mật đây nè rồi gỡ nguyên cái nước cái vui cái dành này ra luôn cũng được nữa. Nhưng mà mình thì mình không có thích làm cái cách đó, cắn rồi hết rồi giật một cái là xúc nguyên cái dành này ra luôn. Nhưng mà cái dành nó sẽ rất là bén nên á là làm cái lon uống bia nó không có im, có thể là bị đứt miệng. Còn làm như thế này thôi là không bao giờ uống, không bao giờ bị đứt miệng nha. Vô. Coi đã, có ly luôn anh em mà không uống ly uống lon chờ uống bia kiểu mới vô cả nhà. Thôi mình thưởng thức cái lon bia của mình nha. Rất là ok luôn anh em ơi, anh em thấy không, một cái lon như thế này uống này nước đá nó đóng ở ngoài một lớp luôn, rất là êm. Thôi clip mình nãy giờ cũng dài rồi, thôi mình chắc mình xin bye bye tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người gặp ở clip sau nha, đừng quên bấm like subscribe đăng ký kênh cho mình nha mọi người. Bye.